Sáng ngày hôm nay 13 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang tiếp nhận cấp cứu 73 ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Tất cả các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy cấp. Theo lãnh đạo bệnh viện, số lượng bệnh nhân bị ngộ độc có thể nhiều hơn vì tiệc cưới có đông người tham dự. Họ có thể đang điều trị ở các cơ sở khác trên địa bàn tỉnh. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 7, hàng chục bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy cấp. Qua thăm khám, bác sĩ khẳng định tất cả bệnh nhân đã bị ngộ độc. Người bệnh cho biết họ cùng đi dự một đám cưới ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền vào trưa cùng ngày. Trong số 73 người, không có trường hợp nào chuyển biến xấu, nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cơ quan chức năng đã đến nơi tổ chức đám cưới để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể. Chủ nhà đã đổ hết các món ăn phục vụ đám cưới nên rất khó lấy mẫu. Tuy nhiên, qua thực đơn thì khả năng món ăn dẫn đến ngộ độc là gỏi tôm.